Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ công bố chứng nhận đạt chuẩn đánh giá chất lượng AUNQA cho 4 chương trình đào tạo đại học gồm ngành kế toán, thiết kế đồ họa, quản trị khách sạn và công nghệ kỹ thuật môi trường. Tổ chức đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN AUNQA gồm hàng trăm trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, 4 chương trình đào tạo này của nhà trường không những có cơ hội đối sánh với các chương trình đào tạo của nhiều nước trong khu vực, mà còn góp phần giúp nâng cao chất lượng ngành giáo dục Việt Nam và từng bước hội nhập quốc tế. Văn Lang tự tin rằng Văn Lang đã luôn luôn cam kết với xã hội về chất lượng và Văn Lang tự tin rằng mình có thể gọi là đạt tiêu chuẩn của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, và nó cũng là một cái động lực để tất cả những gọi là những ngành còn lại mà chưa hoặc là đang trong quá trình chuẩn bị để kiểm định cũng như là trong quá trình thực hiện các cái hoạt động của mình thì tự tin rằng chúng ta làm được. Ngoài đạt chuẩn đánh giá chất lượng AUNQA, Trường Đại học Văn Lang đã chính thức được tổ chức QS của Anh Quốc trao chứng nhận xếp loại QS Star 4 sao, thành tích xếp loại QS cao nhất của các trường đại học Việt Nam đến thời điểm hiện tại, khẳng định môi trường giáo dục tại Đại học Văn Lang ngày một tiệm cận với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.